Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Mâm Mâm Cùng Kiều. Và hôm nay thì mình sẽ đi ăn cùng với một vị khách mời rất là đặc biệt luôn. Mình sẽ tiết lộ cho các bạn người đó để xem các bạn đoán được đó là ai không nha. Người này thì là một cái người anh ở trong công ty FAPtv của mình. Và anh ấy thì khá là mũm mĩm, rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Các bạn có đoán là ai không nào? Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đợi anh ấy đến. Rồi chúng ta sẽ biết đó là ai nha. Mình đã hẹn ảnh rồi, chắc là ảnh sắp tới thôi. Thì với mọi người đây là cái sao mà anh ông quạo quá vậy? Đói bụng rồi đó, bắt đầu thôi, đói bụng rồi đó. Các bạn ơi, đây là vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Không ngờ hôm nay anh Long biết rằng được đi ăn với mình cho nên anh Long đã chạy một con siêu xe đến để chở mình. Bây giờ thì mình không ngại vào xe đây. Dở ra bình thường. Trời ơi, nó thơm yếu, cái cửa dở không nổi. Yeah, trời ơi, tự nhiên vô trong đây cái nó mát liền luôn đó mọi người. Đây, đi chơi hơi. Thì đúng rồi, đi chơi hơi. Em quên, trời ơi, anh không nhắc em quên luôn á. Anh tưởng anh đi xe máy, em đâu có biết rồi, nay anh đi xe hơi đâu. Ủa anh Long anh gì chưa? Chưa, tao đợi mày nãy giờ. Ok, vậy thì hôm nay em sẽ dẫn anh đi ăn thật là nhiều món. Đầu tiên là mình sẽ đi ăn mì Ý. Rồi. Đang chơi. What? Đang chơi. Ủa, là bữa nay anh ăn chay hay là tháng này anh ăn chay? Tháng này anh ăn chay. Trời ơi, chết rồi. Ủa vậy giờ sao ta? Thì đi kiếm chỗ ăn chay. Em suy nghĩ rồi. Hình như là em biết có một chỗ. Có địa chỉ không? Không, em không nhớ, nhưng mà không nhớ sao đi mày? Có nghĩa là anh chạy ngang em nhìn thì em sẽ biết. Tại vì cứ đi thẳng đường này thôi à? Đúng rồi. Mấy nay anh Long cũng làm vlog đúng không? Đúng rồi, đang làm vlog mà. Rồi, mọi người nhớ like, subscribe cho YouTube của anh Long nha mọi người. Dạ, rồi mày 2000 mấy chục rồi đó. Wow. Trần Long FAPtv đúng không? Trần Long FAPtv. Trần Long FAPtv FAPtv mình sẽ để cái link. Thôi đi chụp đây đi cho nó vui lắm. Thấy không? Mà cái đó hình như anh Long hay quay về kiểu. Chung người ta thích dạng cái kiểu là ta quay về một ngày của ta nó như thế nào á. Cuộc sống. Xung quanh của anh là ví dụ như ta nói về những cái gọi là cái đam mê giống như là mê xe nè, mê giày nè, mộng có mê gái. Đó. Rồi gặp bạn bè, người thân. Rồi bú phim nữa. Mình phải có những cái pha bú phim, rồi những cái pha đi học bào nữa. Bữa nào anh Long quay cái vlog chạy em chạy BMW đi. Nhiều nhiều lắm á. Đẹp mà. Mày có tin là tại bây giờ mày thấy không thấy nước Facebook của tao sáng lên nữa không? Ủa sao vậy? Tao lóc mình luôn, hiểu không? Trời ơi, thiệt, mấy cái đó em thấy trên nhiều người. Mày coi bên Mỹ đúng không? Coi bên Mỹ có mấy cái clip mà Việt Kiều mà dạy tao lái xe rồi chửi um dùm đúng không? Đúng rồi. Mày muốn lấy cái reaction đó đúng không? Đúng rồi. Chưa kịp lấy reaction đó là tao giết mày rồi, nếu mà xe tao nó chạy. Nha. Gà thiệt chứ. Thì đó, anh quay cuộc sống xung quanh anh thì có em trong đó nữa, em cũng xung quanh anh mà. Cuộc sống xung quanh nhưng mà không làm tổn hại đến những cái gọi là tình yêu của tao, hiểu không? Xe như là tình yêu của tao mà mày làm nó chàng cái là tao muốn quýnh lộn với mày luôn á. Mọi người nếu như mà mọi người muốn anh Long thực hiện cái vlog này thì mọi người hãy để lại comment ở bên dưới nha mọi người. Được. Ok, nếu mà để comment mà tôi có được thêm 1000 sub từ cho kênh YouTube của tôi thì tôi sẽ quay cái clip tôi dạy lái xe cho Kiều. Mọi người nhớ subscribe kênh của anh Long để mình được có một cái trải nghiệm lái xe BM rất nha mọi người. Tính từ cái lúc mà cái clip của ông Kiều được e lên đó, cho tới cái lúc mà tôi có được thêm 1000 sub nữa, thì nếu mà có được cái chuyện đó thì tôi sẽ quay một cái clip vlog hướng dẫn Kiều lái xe. Yeah. Ủa mà phải là xe tao hả? Đúng rồi. Chứ còn bây giờ mình mượn xe ai? Tao đi mướn chiếc xe nhà mày chạy được không? Đâu cho hối. Phải là xe anh chứ. Cái cảm giác nó mới thật anh hiểu không? Nó mới reaction, nó mới chân thật. Má thấy sốt sốt quá nè. Ủa bây giờ mày đang bao nhiêu sub rồi? Em 570 mấy. Chết rồi. Mẹ rồi Long nữa. Nó cũng má ngu rồi. 1000 sub là một nốt nhạc. Mọi người ơi luôn. Nhớ giúp mình nha mọi người. Stop kia. Để giờ ở 2 lần. Đổi vàng đột, tao thấy rồi, tao thấy cái bảng trà bá mà. Nhưng mà tại bình thường em vẫn đậu được. Đi bằng cái gì? Xe máy. Tao đi bằng cái gì? Thế là bây giờ em mua cái hai mình thách ở quay mà xe mình ăn được. Thách ở quay thôi, tao không có rảnh nha. Xe tao nha, không ăn uống trên xe. Để em kiếm nè, không bạn kiếm cho chắc. Đây 766-68 đường Cách Mạng Tháng 8. Cách Mạng Tháng 8, quận Tân Bình. Cách Mạng Tháng 8 thì làm sao đậu xe được, mà hẻm nữa. Chắc không? Chắc. Đi hơi vòng vòng rồi đó. Đâu, từ đây cái mình rẽ ra Cách Mạng Tháng 8 gần lắm luôn. Do là bất thản đó Kiều ơi. Thiệt hả ta? Thiệt. Nó nhỏ lắm. Tao đậu ngoài mày đi vô mày hỏi nó thôi. Ra đi vô hỏi đi, có gì mình kiếm chỗ gửi xe. Người ta đóng cửa là người ta chưa tới giờ mở cửa hả ta? Để em gọi em hỏi thử. Dạ alo, cho em hỏi là hôm nay quán mình mấy giờ mở cửa vậy anh? Dạ. Ôi má, mày thấy mày cười là tao thấy sợ sợ rồi đó. Đóng cửa. Đóng cửa. Cái gì? Quán đóng cửa. Là đóng cửa luôn. Đóng cửa bữa nay à. Em không hiểu sao luôn á. Quán luôn. Quán gì vậy? Không, mình đi chỗ khác đi. Nhớ lại. Em nhớ rồi, trên cái đường Nguyễn Cư Trinh có một cái quán, hồi đợt ông Vinh không có dẫn em đi ăn đồ gai hơi bị ngon luôn. Nguyễn Cư Trinh? Đúng rồi. Hồi nãy tao đón mày ở đâu? Nguyễn Cư Trinh. Mà tật đó. Không cửa sáng lại mày. Bây giờ mình quẹo lại đi. Yeah. Ê. Hả? Mày thấy chỗ này nó gần cái chỗ tao đón mày không? Đâu, cũng xa, cũng... Nãy. Đúng rồi, xa. Tây đó 5 mét nè. Thì đó, phải từ đầu anh nói anh ăn chay để dẫn anh vô đây rồi, em đâu có dẫn anh đi vòng vòng đâu. Chắc tao quýnh mày quá. Thôi vô à. Cuối cùng cũng đến nơi rồi các bạn ơi. Thôi là gọi món gì ăn. Ở đây á, có rất là nhiều món ăn luôn các bạn. Từ súp nè, gỏi nè, ăn chơi nè, lẩu nè, xào nè, chiên kho rồi canh nữa. Nói chung là dài, cái menu nó dài còn hơn là cái đoạn đường mình đẩy mình với năm luôn. Ủa bây giờ ăn này là ai trả tiền? Em. Đúng không? Đúng rồi, thì không thường là em mời thì em sẽ trả, nhưng mà có nhiều khách mời dễ thương á thì họ cũng trả tiền giùm em. Không phải tao đâu, đúng không? Tao làm rõ ràng cái đó. Chứ đi 1 ngày này bắt tao đi vòng vòng nó kêu cho tao ăn lại thấy hơi quằn quại rồi đó. Rồi tao kêu cho tao kêu nha. Dạ, đúng rồi. Nha. Dạ. Ừ. Mà nghe nói dạo này nha, anh giảm cân nên chắc mình cũng ăn ít anh hả? Đô 1 ngày 2 bữa mà ăn rất là nhiều. Tại vì có 2 bữa thôi. Cho anh một cái nấm xào các loại. Yeah. Gỏi không chịu? Gỏi qua khai, kia thử cái gỏi này chắc là gỏi 5 tiếng rồi. Hả? 5 tiếng rồi. 5 tiếng rồi. Ờ thì thôi kêu nó cái thử rồi. Sao vậy kìa? Dạ không sao, em đang sợ mình ăn không hết á. Không hết hả? Không em đừng lo, tại vì thường mà sáng tao không ăn sáng. Ừ. Đúng không? Thường là sáng tao không ăn sáng. Thì buổi trưa tao ăn. Mà bình thường là khoảng 11 giờ rưỡi trưa là tao ăn rồi. Hả? Từ bây giờ là 1 giờ mấy, gần 2 giờ chiều tao mới ăn á. Tại vì nhờ cái hồng phước của mày á, đón mày xong rồi chở đi xong rồi tới đó quán đóng cửa, xong mới lết dạy về đây cũng khoảng tầm tiếng mấy rồi, 2 tiếng đồng hồ á, thì hơi quạo chiếu thì thành ra ăn cái kiểu ăn cho bỏ ghét. Ủa mà ngày anh chỉ ăn đúng 2 bữa thì có không? Ngon, ngày anh chỉ ăn đến 2 bữa không? Là anh buổi chiều nó có quy định là phải ăn trước mấy giờ? Ăn trước 7 giờ. Là sau đó anh không ăn cái gì nữa? Sau đó không ăn gì nữa. Wow. Rồi là ăn theo chế độ á, bạn trai thôi. Nói chung thì ăn rau nhiều hơn chút là được, chứ không cần phải nói nổi là kiêng tinh bột đâu. Tại vì nhiều khi đi làm mày biết rồi, kiêng tinh bột thì đâu có đủ no để làm. Mày muốn giảm cân rồi mày phải kiêng đường. Tao kiêng đường được 6 tháng rồi. Kiêng đường là anh ăn ít đường hay là không ăn đường? Nghĩa là hạn chế không ăn đường được thì tốt. Là không có cái gì có đường, ví dụ cà phê uống cũng đường, rau má này cũng nói người ta là đừng lấy không có đường. À. Đó, vậy thôi. Yeah, đã có món đầu tiên, món này là gì ta? Gỏi nấm tiết, gỏi qua khai gì nữa. Đúng rồi, gỏi qua khai. Ở đây là thịt bò nè. Ở đây có thịt bò, có lúa, có nấm tiết, đây là nấm tiết. Nè, món gỏi này cũng là một trong những đặc trưng của nó ngọt. Đồ trang người ta làm ngọt. To. Cá kho, một cái đồng bản này. Kiểu cá kho là một cái miếng chả chay cuộn với rong biển. Thì cái rong biển nó có trách nhiệm nó làm da cá. Dạ. Anh ơi cho em xin cơm nha. Dạ. Ừ. Mà sao nó có mùi cá thiệt nha. Dạ không? Như kiểu này là nó kho vậy là hơi mặn rồi nè. Đúng rồi. Hơi mặn xíu. Ừ. Nhưng mà chắc để ăn với cơm nữa vừa. Mày ăn khá là dính á. Hay à. Cũng không có gọi là gì ta. Không có chay, kiểu cảm giác giống như không giống mình ăn chay. Ừ. Riêng với cái tướng Kiều chắc bới vô đây là nó đỉnh luôn rồi. Ờ, em coi vậy chứ em ăn nhiều đó. Ok, để coi, Trời ơi, nhiều thật sự luôn á anh. Dạo mấy này giống như các miệng của tao. Anh biết làm sao mà anh biết số khí của anh nó bị đúng rồi. Có đâu, ngày ăn có 2 bữa. Hãy subscribe ngoài nó rất là giòn mà ở trong thì nó lại mềm, mà nó thơm, có cái mùi gừng đúng không? Cái mùi gì á, rất là thơm, giống như ăn tàu hũ á. Nó tàu hũ hả? Em tưởng nó là đậu hũ. Tàu hũ, đậu hũ hay là hũ? Ý em là giống cái tàu hũ mà tàu hũ chén mình ăn á, có gừng á. Tàu hũ non. Dạ đúng rồi. Cái này gọi là tàu hũ non á. Ấy kìa, cánh gà luôn kìa. Cánh gà. Hả? Má nhìn đi dán cánh gà. Cái này là khoai đúng không anh? Anh chưa biết nó là cái gì mà chắc là đồ giả chay á. Giống cánh gà. Cái nãy anh ăn là thịt gà, giờ là cái này là cánh gà. Đó là cái gì á? Giống miếng chả đúng không? Giống miếng chả. Ngon quá à. Tiền em tính hả? Chứ ai tính? Em hỏi lại cho chắc thôi. Ừ, đúng rồi. Tàu của anh tính không? Không tính rồi nó kế tán. Dạ vậy hả? À, anh ơi. Anh ơi. Như anh không muốn em tính tiền nữa sao anh không kêu thử nha. Em ơi tính tiền nha. Rồi anh Long kêu tính tiền nó đem ra liền luôn kìa anh Long. Tính tiền giùm anh á. Dạ. Rồi ăn xong mình tự ai đi, Mạnh đang đi về đúng không? Đâu có, chưa. Mình còn đi quay nữa mà. Đi quay cái gì nữa? Cái combo của em là phải ăn một cái món gì đó gọi là với đại khái gọi là ăn mặn đi, một món ăn bữa chính đi. Bữa chính. À. Mình ăn thêm cái bonus nữa. Bonus. Là dạng miếng nếp miệng á. Ê nhớ né né, không có đường nha. Anh không ăn đường. Chà mà em lên lịch trình. Em định chở anh đi ăn chè. Quá nhiều bún bạch. Chị bún hả? Ừ. Ăn lộn ra. Thôi để em. Rồi được rồi. Để em mà. Chậm quá, thôi được rồi, chậm quá, chậm tay. Rồi vậy anh Long nhanh ghê. Không sao đâu, anh cũng nhanh lắm, anh báo tỷ rồi. Nope. Bị cái tán. Thôi. Anh thoải mái. Thôi kỳ quá rồi, tự nhiên cái này. Là sao? Không phải là sao? 400 mấy báo chị mất công chị. Thì tính chẳng 500. Chị quên mất công. 500 không bao giờ quên. Chị quên trừ đó. Quên thì có báo 900, trợ lý tao. Đường mà lộn nhất là anh báo nhiều. Tại diễn là diễn lương. Mà mày với diễn thì có mối thù gì lương lắm. Thôi đừng. Bây giờ đi ăn cái món tráng miệng là cái gì? Anh không ăn chè được đúng không? Rõ ràng. Vậy thì mình đi uống trà đi.